chụp đằng cái này đứng nhà tắm để chụp cái cả đầu nữa. Tôi luôn có một chiếc khẩu trang ở trong túi của mình, tôi nghĩ các bạn cũng nên như thế. Có thể có lẽ các bạn không thể sử dụng đến nó. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta phải có trách nhiệm tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, chứ không phải nhờ người khác nhắc nhở mình. Khi việc đeo khẩu trang đã được chứng minh có thể hạn chế lây nhiễm virus trong cộng đồng, thì thông điệp khẩu trang của tôi và tình bạn, khẩu trang của bạn bảo vệ tôi, các bạn những phần nào ý thức của mỗi người, tự bảo vệ bản thân cũng như thể hiện trách nhiệm tập thể của nhân xã hội. Làm thế nào để kiểm soát tốt hệ thống phân phối? Hành lang pháp lý, chính sách phải điều chỉnh ra sao để bảo vệ người nông dân trong mê hoặc trận phân bón thuốc bảo vệ thực vật? Thôi xuống à? Chào mừng quý vị và các bạn đến với Alo 389 phát sóng vào lúc 19:45 thứ hai hàng tuần trên ANTV. Thưa quý vị, thuốc bảo vệ thực vật là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm đối với nông sản. Tuy nhiên, đa số người dân không chủ động trong việc lựa chọn mà chọn mua qua giới thiệu của người bán hàng. Thuốc bảo vệ thực vật chỉ thực sự được mua thuốc khi đã sử dụng trên cây trồng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thiệt hại về kinh tế. Đó là nội dung mà chúng tôi đã gửi tới quý vị trong tuần trước. Còn tuần này, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị chủ đề này và những giải pháp của một số địa phương trong công tác quản lý cơ sở kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật. Này, có cái nó có còi đó, có đèn đó, nó lại kêu nữa. 9 giờ sáng, chúng tôi cùng đoàn kiểm tra của chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật đến kiểm tra cửa hàng kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật. Trường học